Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu học tiếng Anh từ đâu và học như thế nào, hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com. Tại đây, Hana có tất cả các chương trình giúp bạn có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com và đăng ký theo hướng dẫn để lựa chọn cho mình khóa học phù hợp nhé. See you next time! Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Hai hai, các bạn có biết Hana đang làm gì không nào? Hana đang đếm sao đó. Đếm sao trong tiếng Anh nói là gì nhỉ? Count stars. Và chúng ta cũng có một bài hát tiếng Anh là Counting Stars. Đó chính là ca khúc mà hôm nay chúng ta sẽ học. Nhưng nội dung của bài hát Counting Stars không phải là chúng ta đếm một ông sao sáng hay hai ông sao sáng, mà đó là đếm những đêm mất ngủ, trăn trở về cuộc đời, về tương lai của mình, về ngày mai sẽ như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. And baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Lately, bằng với recently, có nghĩa gần đây. Lately, lately. Lose sleep là mất ngủ. Lose sleep. Lose sleep. Lately, I've been losing sleep. Dạo gần đây, tôi bị mất ngủ triền miên. Dream about hay dream of something là mơ về điều gì đó. Dream about, dream of something. Dreaming about the things that we could be. Mơ mộng về mọi thứ mà chúng ta có thể trở thành. Nhưng cô bé, tôi vẫn luôn nguyện cầu, tự nói, không tính từng đồng một nữa, mà hai ta sẽ cùng đếm những vì sao. Đúng vậy, chúng ta sẽ đếm những vì sao. Động từ pray là cầu nguyện. Pray. Pray. Pray hard là cầu nguyện chăm chỉ hay cầu nguyện rất nhiều. Pray hard. Pray hard. Động từ count là đếm. Count. Count. Không đếm tiền nữa mà lại đếm những vì sao. Có lẽ ý tác giả ở đây là cuộc sống chúng ta đã quá bận mãi với việc kiếm tiền, mà đôi khi chúng ta quên đi ý nghĩa của cuộc sống và quên mất ta là ai. Đã đến lúc ta cần phải dừng lại, tư lự cùng các vì sao và soi xét lại chính mình. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and you shall find. Danh từ vine là cây leo. Vine. Vine. Động từ swing là đánh đu, đung đưa qua lại. Swing. Swing. Swinging vine là cây leo đung đưa. Swinging vine. Swinging vine. I see this life like a swinging vine. Tôi thấy cuộc đời này như thể một cây leo đung đưa, đưa đẩy con tim vượt qua giới hạn. Swing my heart across the line. Across hay cross the line là vượt qua giới hạn. Across,
cross the line. Flashing sign là bảng hiệu đèn led. Flashing sign. Flashing sign. In my face is flashing sign. Và trước mặt tôi là những bảng hiệu đèn led. Ý chỉ đó như những dấu hiệu chỉ dẫn. Và nếu ta thực sự tìm kiếm những điều ta muốn, ta sẽ thấy. Vì vậy, hãy cứ tìm kiếm. Seek it out. Seek it out. And you shall find. Động từ khuyết thiếu shall bằng với will, có nghĩa là sẽ. Nhưng từ shall bây giờ đã không còn được sử dụng phổ biến nữa. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is old. I'm just doing what we're told. That, cụm tính từ, có nghĩa sau đó, đến thế. It's bad, but not that bad. Nó tệ, nhưng không đến nỗi tệ như vậy. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. Tôi già rồi, nhưng không già đến thế. Còn trẻ, nhưng không táo bạo đến thế. Tính từ bold là táo bạo. Bold. Bold. Sold là dạng quá khứ phân tử của động từ sell, có nghĩa bán. Sold. Sold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we are told. Tôi không nghĩ thế giới lại bị bán rẻ. Tôi chỉ đang làm những điều mà chúng tôi được mách bảo. I feel something so right, but doing the wrong thing. I feel something so wrong, but doing the right thing. Could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Well, đây chính là lý do vì sao mà tác giả lại nói về chuyện thế giới bị bán rẻ. Tôi thấy điều gì đó rất đúng, bằng cách làm điều gì đó sai trái. Tôi lại cảm thấy điều gì đó không ổn, bằng cách làm những điều đúng. Thế giới xung quanh ta thật là khó hiểu phải không nào? Đôi khi chúng ta làm một điều gì đó đúng đắn thì lại bị cho là điên cuồng. Theo đuổi giấc mơ, hoài bão thì lại bị cho là ảo tưởng, hão huyền hay phi thực tế. Nhưng tôi không thể dối trá. I couldn't lie. Điều gì đó làm hại tôi, khiến cho tôi cảm thấy mình còn sống. Everything that kills me makes me feel alive. Động từ lie có nghĩa là nói dối. Lie. Tính từ alive là còn sống. Alive. Alive. I feel the love and I feel it burn down this river every time. Hope is our four letter word. Take that money, watch it burn. Tôi cảm nhận được tình yêu và tôi thấy nó thiêu hủy dòng sông này từng giờ. Hy vọng là từ có bốn chữ cái, lấy tiền rồi lại nhìn nó cháy. Burn something down là thiêu hủy, thiêu trụi. Burn something down. Danh từ hope là hy vọng, gồm bốn chữ cái H-O-P-E. Hope. Hope. Letter là chữ cái. Letter. I feel something so wrong by doing the right thing. Could lie. Everything that drowns me. Thế đấy, mọi thứ đều nhấn chìm tôi. Drown me. Drown somebody là nhấn chìm ai. Drown somebody. Ok, chúng ta đã kết thúc bài học rồi. Hannah hy vọng rằng
Qua bài hát này, các bạn không chỉ học được nhiều từ mới và câu cụ, mà còn học được nhiều ý nghĩa về cuộc sống. Và đặc biệt là các bạn trẻ, nếu các bạn tin là mình có thể làm được điều gì đó, thì hãy cứ nuôi dưỡng nó và đi theo những gì mà trái tim mình mách bảo. Đừng để những lời nói tiêu cực của một ai đó là vật cản trở trên bước đường thành công của bạn nhé. Còn bây giờ, hãy cùng Hà Nam ôn lại bài nào. Lately bằng với recently, gần đây. Lose sleep, mất ngủ. Dream about hay dream of something, mơ về điều gì đó. Pray, nguyện cầu. Pray hard, cầu nguyện chăm chỉ hay cầu nguyện rất nhiều. Count, đếm. Vine, cây leo. Swing, đánh đu, đung đưa qua lại. Swinging vine, cây leo đung đưa. Across hay cross the line, vượt qua giới hạn. Flashing sign, bảng hiệu đèn led. Seek out, tìm kiếm. That cộng với tính từ có nghĩa sau đó đến thế. Bold, táo bạo. Lie, nói dối. Alive, còn sống. Hope, hy vọng. Letter, chữ cái. Drown somebody, nhấn chìm ai. Bài học tuần này đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Hãy like và subscribe để đón chờ nhiều bài học hay hơn nữa nhé. Chào đón.